Good morning, class, and now we continue with Unit 5 Around Town, Lesson 2, Grammar, page 42, period 45. Thầy chào các em, chúng ta tiếp tục với bài số 5, Vòng quanh thị trấn. Bài 2, phần ngữ pháp, trang 42, tiết 45 nhé các em. And now you open your books and notebooks, please, and begin to write the lessons. Bây giờ các em mở tập sách ra và bắt đầu ghi bài nhé. Grammar. A. Listen and repeat. Now the whole class, look at the picture. Where are they? Những người này đang ở đâu vậy các em? Yeah, we can see they are at a restaurant. And there are two customers and a waitress. So what does the waitress say? Người phục vụ này nói gì các em? Yeah. What would you like to eat? And how about the customer? And the customer says, I like some chicken pasta, please. Now, listen and repeat. After the tap, bây giờ các em sẽ nghe và đọc lại những câu này với máy nha. Unit 5. Around Town. Lesson 2. Track 61. Grammar. Listen and repeat. What would you like to eat? I'd like some chicken pasta, please. Now, listen again. Unit 5. Around Town. Lesson 2. Track 61. Grammar. Listen and repeat. What would you like to eat? I'd like some chicken pasta, please. Yes. Today we study countable and uncountable nouns. Hôm nay chúng ta sẽ được học danh từ đếm được và danh từ không đếm được nhé các em. We can count countable nouns. Use a before singular nouns beginning with consonant sounds and un before vowel sounds. We cannot count uncountable nouns. Use some with uncountable nouns and plural countable nouns. We can use any with uncountable nouns and plural countable nouns for questions and negative answers. Chúng ta có thể đếm danh từ đếm được. Chúng ta hãy sử dụng a trước danh từ đếm được số ít có bắt đầu bằng phụ âm và an bắt đầu bằng nguyên âm. Chúng ta không thể đếm danh từ không đếm được. Sử dụng some trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều. Chúng ta có thể sử dụng any trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều cho dạng câu hỏi và câu phủ định. Now example, chúng ta sang phần ví dụ nha. I like a cookie. I like an apple. I like some milk. I'm sorry, I don't have any milk left. Would you like some dessert? Do you have any chocolate cake? Đó là các em sử dụng an với danh từ đếm được số ít. Some với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều. Rồi có thể dùng any với dạng câu hỏi và câu phủ định. Đó, dưới đây là một số cái ví dụ. Rồi chúng ta chép bài vào. B. Fill in the blanks. Use a, an, some, or any.
Bây giờ chúng ta sẽ điền vào chỗ trống của những câu bên dưới sử dụng a, an, some hoặc là any. Thì câu 1 người ta đã làm cho mình. Các em xem nha. Number 1, I like some chicken pasta. And now you have to do from number 2 to number 7. You have 2 minutes. Các em có 2 phút để làm cái việc này. Now 2 minutes begins. Now time's up class. À, bây giờ hết thời gian rồi, thầy sẽ sửa. Các em sửa chung với thầy luôn nha. Còn bạn nào muốn làm tiếp thì chúng ta có thể ngưng video lại và chúng ta tiếp tục làm rồi sửa sau cũng được nha. Number 2. I like a hamburger. Number 3. I like some orange juice. À, đó là một ít nước cam đó các em. Là dành từ không nếm được đúng không? Number 4. I like a cheese sandwich. À, một cái bánh sandwich phô mai. Đó là danh từ đếm được nha. Number 5. I like some cola. À, nước Coca-Cola là không đếm được cho nên dùng some nha. Number 6. I like an egg sandwich. À, một cái bánh sandwich trứng thì là đếm được. Nhưng mà đứng đầu là chữ E là nguyên âm. Đó, thì chúng ta dùng an nha. Number 7. We don't have any fries left. À, chúng tôi không còn khoai tây chiên nào cả. Và cái này phủ định. Thì chúng ta sẽ dùng any. Đó, thay vì dùng some nha. Rồi, các em có thể sửa bài vào. Now see, look at Alice and Nick and complete the dialogues. Now class, look at my picture. Yeah, we have Nick and Alice. Nick would like an omelette, cola and a cupcake. How about Alice? Alice would like pasta and drink orange juice. Yeah, you see? And now you use these to complete the dialogues. Bây giờ em sử dụng những cái gợi ý trong bức hình này để điền vào đoạn đối thoại ở bên trái nha. Đó, nó có những chỗ trống đó, từ số 1 đến số 5 đó. Các em sử dụng cái nội dung đoạn đối thoại và các em điền cho đúng các cái đồ ăn và thức uống mà Nick và Alice đã chọn trong bức hình nha. Now you have 2 minutes. Các em có 2 phút để làm. Alright, time's up class. À, bây giờ hết giờ rồi. Chúng ta sẽ sửa với thầy nha. Waiter, what would you like to eat? I like an omelette, please. And I like some pasta. Okay, what would you like to drink? I like some cola, please. I like some orange juice, please. And later, would you like some dessert? I like a cupcake, please. I'm sorry, we don't have any cupcakes left. Yeah, that's good class. And now you listen and repeat after me. Bây giờ các em sẽ nghe và đọc lại với thầy nha. Now listen and repeat. What would you like to eat? I like an omelette, please. And I like some pasta. Okay, what would you like to drink? I like some cola, please. I like some orange juice, please. Later, would you like some dessert? I like a cupcake, please. I'm sorry, we don't have any cupcakes left.
Now we move to D. Now practice the conversation with your partner. Now you can practice with your friend, your sister or your brother at home. Chúng ta sang phần D là bây giờ các em hãy thực hành đoạn đối thoại với bạn của mình hoặc là với anh chị ở nhà, và chúng ta đổi vai qua lại. Chúng ta có thể thay thế những cái món mới vào đoạn đối thoại ở trên để làm tương tự nhé các em. Alright, that's good. Homework class. At home, you practice the conversation with your partner again. Prepare the new words on page 43. Unit 5, lesson 2. Phần dặn dò về nhà thì các em sẽ thực hành lại đoạn đối thoại ở trên với bạn hoặc anh chị nhiều lần nữa nha, để cho ta thực hành lưu loát luôn. Soạn từ mới ở trang 43, phần bài 2 của unit 5 nha. Goodbye class and see you again.